Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Tường Nghiêm số 7. Và chúng ta học tiếp kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại. Bớt một chút xíu, đừng để cho nó ồn quá, nhỏ hơn chút. Rong Chơi Trời Phương Ngoại là một cái bản dịch của kinh, của cái phẩm gọi là Nê Hoàn Phẩm ở trong kinh Pháp Cú của Hán Tạng. Trong kinh Pháp Cú của Tạng Pali ấy, thì không có cái phẩm này, không có pháp nói về Niết Bàn. Nê Hoàn tức là Niết Bàn, Niết Bàn ạ. Và mình dịch thành Rong Chơi Trời Phương Ngoại, tức là Niết Bàn là chỗ để mình rong chơi. Bài kệ thứ 6 xin đại chúng đọc lại: Hươu nai nương đồng quê, chim chóc nương trời mây, sự vật nương phân biệt mà biểu hiện, các bậc chân nhân nương vào Niết Bàn để sống thánh thơi. Đây có thể gọi là bài kệ hay nhất của kinh, tại vì nó có những cái hình ảnh rất đẹp. Như con hươu, con nai á, thì nó cảm thấy thoải mái rong chơi ở đồng quê. Còn chim chóc thì nó cảm thấy thoải mái khi trở về với không gian. Chim chóc nương trời mây. Thì hai câu này nó gợi cho ta cái ý là hạnh phúc chỉ có thể có được khi mình có tự do. Và Niết Bàn là tự do. Niết Bàn là tự do. Niết Bàn là không gian. Cũng như là hôm nay thì nó ưa trở về đồng quê, tại vì ở đó nó có không gian, nó thoải mái, nó thích thú. Chìm thấp nó ưa trời mây, nó cũng muốn ở trong lòng. Sự vật nương phân biệt và biểu hiện. Sự vật tức là trăng sao, núi rừng, cây cỏ, chim chóc, người thú, đất nước, lá gió là sự vật. Mà sự vật á, nó từ cái sự phân biệt mà nó biểu hiện ra. Nếu mà không có phân biệt thì mình không có tiếp xúc tiếp được và có cái tri giác về sự vật. Vì vậy cho nên tri giác tức là sự vật. Tri giác tức là cái tâm thức của mình, nó là nguồn gốc của tất cả các pháp. Thì cái gốc của các pháp là ở tâm mình. Thì tất cả các các pháp đều từ tri giác mà phát xuất. Thì mình cũng vậy. Mình cũng từ một cái gì đó để phát xuất. Mà cái đó là Niết Bàn. Tức Niết Bàn là quê hương của mình, gốc rễ của mình. Và vì vậy cho nên các bậc chân nhân nương vào Niết Bàn để sống thánh thơi. Chân nhân tức là những con người thật. A true man, a true woman. Chân nhân, các bậc chân nhân nương Niết Bàn sống thánh thơi. Và mình đặt câu hỏi là Niết Bàn có hay không? Thì câu trả lời là
Niết bàn có hay không, hai cái quan niệm có và không đó, nó không có thể diễn tả được niết bàn. Cái khái niệm về being và non-being đó, nó không có thể diễn tả được niết bàn. Cũng giống như là trời mây, không gian đó. Mà mình nói là có hữu hạn hay là vô hạn cũng không thể nào diễn tả được cái trời mây. Và cái sự thật là đã có những người họ tiếp xúc được với niết bàn, họ tiếp xúc được với cái bản chất của họ, cái gốc rễ của họ, cái cội nguồn của họ, và tự nhiên họ cảm thấy thảnh thơi. Vì vậy cho nên sự tu tập á, sự tu tập của mình á, là để tiếp xúc với niết bàn, để trở về việc niết bàn, để được hạnh phúc, để được thảnh thơi. Cũng như là những con chim kia, nó muốn trở về với trời mây để được thảnh thơi. Và những con hươu nai kia, nó muốn trở về đồng cỏ, đồng ruộng để nó được thảnh thơi. Nhưng mà những cái ví dụ kia chỉ là những ví dụ. Chim chóc với trời mây là ví dụ. Hươu nai đồng quê là ví dụ. Và mình phải thông minh một chút để đừng kẹt vào ví dụ. Chim chóc có thể đánh mất trời mây, bị sống trong lòng. Và hôm nay có thể đánh mất đồng quê. Nếu hôm nay bị nhốt vào ở trong một cái vườn bách thú, thì con người cũng vậy. Con người có thể bị nhốt vào trong cái thế giới của bận rộn, của hằng thù, của giận hờn, mà không có trở về được với niết bàn. Nhưng mà nói về phương diện ví dụ thì những con chim nó phải số lòng thì nó mới đi về trời mây được. Những con hươu nai nó phải đi ra khỏi cái sở thú, cái vườn bách thảo thì mới trở về được với là đồng quê của nó. Con người cũng vậy. Con người phải đi ra khỏi cái tù ngục nó giam hãm của mình. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là niết bàn là có thể tìm ra được ở trong không gian và thời gian. Và con chim á, nó phải đi trở về với mây trời. Và mây trời á, nó là cái gì? Nó có ngoài con chim. Hôm nay nó trở về đồng quê. Đồng quê là một cái gì nó có ngoài hôm nay. Nhưng mà niết bàn không phải là một cái gì ở ngoài. Nó không phải là một cái mình đi tìm ở trong không gian và trong thời gian. Mà mình phải đi tìm ở trong cái tâm của mình. Niết bàn nó nằm ở trong tâm, chứ không phải là nó nằm ở ngoài trong không gian thời gian. Thành cái chuyện con chim đó, nó đi về mây trời, hôm nay nó đi về đồng quê, nó khác với chuyện mình con người đi về niết bàn. Tại vì niết bàn đây nó không có nằm ở một cái địa chỉ ở ngoài, ở trong không gian và thời gian. Vì vậy cho nên có sự khác biệt giữa ví dụ và cái sự thật. Có những người tu, mới tu, thì họ nghĩ là tịnh độ và Đức Phật Di Đà có đó cho mình, nhưng mà mình phải đi qua chỗ đó. Nó nằm ở phía phương Tây. Và mình tu tập như thế nào để sau khi mình xác thân này tiêu hoại rồi thì mình sanh ra cái cõi đó.
Và nếu hiểu tịnh độ như vậy, tức là hiểu theo cái kiểu ví dụ, nhưng mà có các bậc tổ sư họ dạy mình rất là kỹ. Các vị đó nói rằng: này các con, Đức A Di Đà không phải là một cái vật gì ở bên ngoài, một cái đấng có bên ngoài, mà Đức A Di Đà là cái pháp thân của mình, cái nền tảng của tâm mình, nó là cái tự tính của mình. Tự tính tức là self nature. Amitabha Buddha is your own self nature, not something outside. Và có tình độ nó nằm ngay ở trong tâm của mình, chứ không phải là nằm ở ngoài trong không gian và thời gian. Gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Tự tánh Di Đà tức là Amitabha Buddha là cái bản tánh của chính mình, và có tịnh độ nó nằm ở trong tâm mình chứ không phải là nằm ở ngoài. Thì những người mà tu lâu thì thấy được chuyện đó, rằng tịnh độ và Đức A Di Đà không phải là một thực tại có ngoài mình, mà nó có ngay trong giây phút hiện tại, nó có bây giờ và ở đây. Nếu mình thoát ra khỏi cái u sầu, cái đam mê của mình thì mình tiếp xúc được. Nó đã có sẵn, không cần đi kiếm. Thì những người mà theo Cơ Đốc giáo hay là theo Do Thái giáo, ban đầu cũng nghĩ rằng là thiên quốc và thượng đế là những cái thực tại nó nằm ở ngoài, nằm trên trời, còn mình ở dưới đất. Và những sự thực tập của mình là làm thế nào để được gần gũi với thượng đế. Mình đi tìm cái sự gần gũi với thượng đế, cho nên mình phải cầu nguyện the nearness of God. Seeking the nearness of God. Thì thực tập cầu nguyện là để có cảm tưởng được gần với Chúa, gần với thượng đế. Nhưng mà có những người họ tu lâu, họ trở thành ra, họ đạt đạo, họ thấy thiên quốc và thượng đế không phải là một cái thực tại, nó nằm trong thời gian và nó nằm trong không gian ở ngoài mình, mà nó nằm ngay ở trong mình. Có những cái, có những nhà tu gọi là thần bí, những, gọi là những cái Christian mystics, họ thấy được cái điều đó, họ vượt thoát được cái nhìn lưỡng nguyên, tức là họ thấy không có sự tách biệt giữa họ với thượng đế, giữa họ với thiên quốc. Và thượng đế với thiên quốc là cái gì, nó đang có bây giờ và ở đây trong lòng họ. Thì đó là những người họ đạt đạo, và họ phải tu lâu họ mới đạt đạo được như vậy. Thì trong cả hai cái truyền thống Phật giáo và Thiên Chúa giáo, nó có những cái người vượt lên được cái quan niệm lưỡng nguyên và tiếp xúc được ngay với là Niết Bàn trong giây phút hiện tại. Và Niết Bàn không phải là một cái thực tại ở ngoài và trong tương lai. Thì các bậc chân nhân nương vào Niết Bàn để sống thảnh thơi, có nghĩa là mình không có đợi tới khi hình hài này tan rã mình mới đi vào Niết Bàn. Mình có thể tiếp xúc với Niết Bàn ngay trong giây phút hiện tại. Tại vì tiếp xúc được thì tự nhiên thảnh thơi, an lạc, hạnh phúc liền. Mà không cần đi đâu hết, đứng ngay tại chỗ, ngồi tại ngay tại chỗ, bây giờ ở đây. Không cần đi kiếm một cái môi trường nào khác hơn là cái môi trường mình đang đứng ở đây.
Khi mà khoa học phát triển và cho ta biết rằng là thế giới nó được hình thành như thế nào, và trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ, thì những cái niềm tin của con người nơi thánh kinh nó bị sụp đổ. Tại vì khoa học nói rằng là trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ. Trái đất chẳng qua chỉ là một cái tinh cầu rất là nhỏ. Và con người không phải là một cái loài đặc biệt. Con người do cái sự tiến hóa giữa các loài mà nó được biểu hiện ra. Từ những đơn vật, từ những sinh vật đơn tế bào mà tiến hóa từ từ lên thành loài này loài khác, và con người là cái loài xuất hiện rất là trễ trong lịch sử của nhân loại, của sự sống. Thì khi mà khoa học đưa ra những cái thấy như vậy thì cái niềm tin của nhiều người nó bị lung lay, và người ta cảm thấy rằng không có thể nào tin được một vị thượng đế ở trên mây ở ngoài mình, và đã tạo ra con người, rồi tạo ra cái môi trường để cho người sống, và nó có một cái khủng hoảng của tôn giáo ở trong cái thế kỷ thứ 20 và 21. Và khi mà có một khủng hoảng về tôn giáo như vậy thì những giá trị đạo đức, những giá trị tinh thần nó bị sụp đổ. Và vì vậy cho nên khi mà không có những giá trị đạo đức, giá trị tinh thần nữa thì con người bơ vơ và con người sống một cách bạc mạng. Và do đó tạo ra những cái cô đơn, những cái hận thù, những cái sụp đổ, những cái sự tàn phá thân thể và tâm hồn rất là nhiều. Người ta có cuộc khủng hoảng tôn giáo, cuộc khủng hoảng tâm linh. Thì trong cái khóa tu của mình tổ chức tại trường đại học Nottingham ở bên Anh, thì thầy có nói rằng những cái khổ đau, những cái tàn phá do cuộc khủng hoảng tinh thần đạo đức gây ra chỉ có thể chấm dứt khi mà mình đặt thượng đế vào đúng chỗ. Putting God in the right place. Tại vì mình lâu nay mình cứ đặt thượng đế là một thực tại ở ngoài, ở trên mây, ở trên trời, và mình phải xử lý, mình phải đối diện với thượng đế, cho nên mới có cuộc khủng hoảng này. Nếu đặt thượng đế trở lại đúng chỗ, tức là trong tâm mình, và không còn sự phân biệt giữa mình và thượng đế như là hai thực tại riêng biệt nữa, thì mình có thể chấm dứt được cái cuộc khủng hoảng này và đem lại bình an cho con người. Là cái đèn này nó đúng ở trong đạo Bụt, nó đúng ở trong đạo Chúa, nó đúng ở trong tất cả mọi truyền thống. Và trong Cơ Đốc giáo cũng có một cái ý niệm là khi mình nương vào thượng đế thì mình rất là khỏe. Resting in God là một cái danh từ mà mình tìm thấy ở trong thần học Tây phương. Resting in God tức là mình nương vào ở nơi thượng đế thì mình sẽ thánh thơi, không có lo sợ, không có buồn khổ nữa. Thì God ở đây nó tương đương với Niết Bàn. Và khi mà mình tìm trở về với Niết Bàn mà sống trong Niết Bàn thì mình sẽ có thánh thơi, mình sẽ không có lo sợ buồn khổ nữa. Và Niết Bàn không phải là một thực tại ngoài, nó là bản chất của mình, nó là tự tánh của mình. Thank you.
bài kệ thứ 5, khi mà mình đọc lên thì nó có cảm tưởng là Niết Bàn cũng là một pháp hữu vi như là tất cả các pháp khác, nhưng mà kỳ thực là không phải như vậy. Bài kệ thứ 5: các cõi trời do tạo tác nhân lành mà mình được sinh lên, các ác đạo cũng do ác nhân mà mình bị đọa xuống, Niết Bàn cũng thế, do nhân duyên tu tập mà có Niết Bàn. Thì những người làm ác á, thì xuống địa ngục, những người làm lành thì được sinh lên các cõi trời. Thì cõi trời cũng như cõi địa ngục á, là cái kết quả, kết quả của hành vi mình. Thì Niết Bàn cũng vậy. Niết Bàn là cái hạnh phúc, là cái tự do. Và Niết Bàn này á, là do nhân duyên tu tập mà có Niết Bàn. Thành ra mình có cảm tưởng Niết Bàn là một cái vật, một thực tài hữu vi, như cái bông hoa, nhờ có hạt giống, nhờ có người trồng, nhờ có ánh sáng mặt trời, nhờ có đám mây mà bông hoa nó biểu hiện ra được, thì Niết Bàn nhờ sự tu tập mà mới có. Thành ra nghĩ như vậy thì mình nghĩ là Niết Bàn có hoặc là không có. Niết Bàn có là khi mình có tu tập, và Niết Bàn không có là khi mình không tu tập. Nó cũng đúng, nhưng mà nó có thể làm cho người ta hiểu lầm là Niết Bàn là cái chưa có nhưng mà có thể có nếu mình có tu tập. Thật ra thì Niết Bàn nó vượt thoát cái ý niệm có và không có. Thượng Đế cũng vậy, nói Thượng Đó có, Thượng Đế có hay Thượng Đế không có cũng có đúng. Tại ý niệm về có và không là những ý niệm thôi. Mình không có thể nào đặt Thượng Đế, đặt cái gọi là tuyệt đối vào trong khung khổ của một ý niệm. Tại ý niệm có là một ý niệm, và ý niệm không cũng là một ý niệm khác. Cho nên nói rằng Thượng Đế có hay là không có rất là tốn thời giờ. Tốn thời giờ, tốn mực, tốn giấy, tốn nước miếng. Thì Niết Bàn cũng vậy. Nói là Niết Bàn có hay không có cũng có đúng. Nhưng mà sự thật á, là có những người thảnh thơi, có những người hạnh phúc vì họ đã tiếp xúc được với cái tự tánh của họ. Cái tự tánh không sinh, không diệt, không tới, không đi, không có, không không. Và họ rất là khỏe. Và những người đó họ tiếp xúc được Niết Bàn, họ tiếp xúc được với Thượng Đế. Thì cái ví dụ mà ở Làng Mai mình hay dùng á, nó cũng có trong văn học Phật giáo, là ví dụ của đám mây. À, không phải đám mây, cái ví dụ của đợt sóng. Đợt sóng nó có lên, có xuống, nó có sinh, có diệt, nó có không, nó có tới, có đi. Và chính đợt sóng nó đau khổ là vì nó có sinh, có diệt, có lên, có xuống, có không, có tới, có đi. Nhưng mà nếu đợt sống có tu tập, đợt sống biết nhìn trở lại mình, thì đợt sống khám phá ra là mình là đợt sống, nhưng đồng thời mình cũng là nước. Và khi mình tìm ra được cái sự thật mình là nước rồi, thì tất cả những khổ đau kia không còn nữa. Sinh cũng vui, mà diệt cũng vui, mà đi lên cũng vui, đi xuống cũng vui. Có cũng vui mà không cũng vui. Tại vì mình biết mình là nước rồi. Mà nước thì không có bị ràng buộc vào những cái sinh diệt, có không, lên xuống. Thì nước là ví dụ cho Niết Bàn. Mà đợt sống không có cần phải đi tìm nước. Đợt sống hiện bây giờ đang là nước. Thì mình cũng vậy. Niết Bàn không phải là cái mình đi tìm. Niết Bàn chính là bản chất của mình. Mình chỉ cần trở về thôi. Và đặt Niết Bàn cho đúng chỗ thì mọi sự đều êm đẹp cả. Đặt Thượng Đế vào đúng chỗ thì mọi sự sẽ êm đẹp. Cho nên cái kinh này rất là quan trọng. Kinh này nó cho mình một số những cái hướng dẫn để mình có thể tiếp xúc được với Niết Bàn
đang có bây giờ ở đây. Bây giờ chúng ta đọc lại từ đầu. Có bản tiếng Anh đó. Nhẫn là biện pháp hay nhất để tự bảo hộ. Patience is the best way to protect yourself. Nhẫn ở đây có nghĩa là không có gấp gáp, chấp nhận sự vật nó như vậy. Đâu còn có đó, không việc gì mà phải cuống lên, phải lo lắng. Nhẫn là như vậy. Niết bàn là cái mà Bụt khen ngợi là cao đẹp nhất. Đúng, tại vì đó là tự do mà. Buông bỏ nếp sống trần tục. Sống đời phàm hạnh, không phàm giới. Làm lắng dịu được tâm ý. Thì không có gì có thể xâm phạm được đến mình. Đây là sự hành trì. Trong bài kệ thứ 5 nói rằng là do nhân duyên tu tập và có niết bàn. Thì hai cái câu này, hai câu sau của bài kệ thứ nhất là tu tập đó. Tức là đừng có ghi lấy cái nếp sống trần tục. Phải biết sống đời sống phàm hạnh. Đừng có phạm vào những giới điều mình đã tiếp nhận. Tâm ý của mình biết cách làm lắng dịu xuống. Nếu được làm được những cái đó thì không còn có một cái gì có thể xâm phạm tới mình. Và như vậy cũng có nghĩa là mình tiếp xúc được Niết Bàn. Nó rất là đơn giản, nó rất là thực tế. Mình sợ hãi là tại mình không có giữ giới. Nếu mình giữ giới thì tại sao mình phải sợ hãi? Mình lăng xăng, mình lo sợ tại mình không biết cách làm lắng dịu được tâm ý. Nếu mình biết cách làm lắng dịu được tâm ý thì mình không có sợ gì nữa. Và nếu mình đừng có để cho nếp sống trần tục, tức là tài sắc danh thực thủy nó kéo theo, thì mình đâu có còn là một cái nạn nhân của khổ đau, của vướng mắc, của hệ lụy đó. Không còn là nạn nhân nữa. Cái đó là đã niết bàn rồi. Patience is the best way to protect yourself. Nirvana is praised by the Buddha as the highest. Nothing can harm you when you let go of the worldly life, living a life of chastity without transgressing the precepts, and you are able to calm your mind. Bài kệ thứ hai, không bệnh là cái lợi tức lớn nhất. Bây giờ thiên hạ mua cổ phần rất là nhiều và ngày nào cũng nghĩ tới cái chuyện có lợi. Và những cái cổ phần, những cái xe đó cứ lên xuống thì mình cũng lên xuống. Nên cái lợi đó không phải là cái lợi lớn. Cái lợi lớn nhất là sống đừng có bệnh. Tri túc là cái giàu có to nhất. Tri túc tiềm túc. Mình biết rằng tương này đủ rồi. I have enough. You have enough. Don't try to have more. Còn tri túc là những người nào tri túc là những người giàu nhất. Còn những người thấy mình có thể giàu hơn là những người nó chưa thực sự là giàu. Cứ nhìn vào trung thực là người bạn tốt nhất. Đúng rồi, nếu không có trung thực thì là gì? Mình làm người bạn tốt được. Người bạn là một người trung thực. Và Niết Bàn là cái lạc thú lớn nhất. Trung thực là người bạn tốt nhất. Niết Bàn là cái hạnh phúc cao nhất.
The absence of illness is the greatest happiness. Cho nên phải sống đời sống như thế nào để cho cơ thể mình đừng có bệnh. Phải ăn như thế nào, phải uống như thế nào, phải sống như thế nào, phải làm việc như thế nào, phải giữ giới như thế nào để giữ cho cái thân nó tráng kiện, nó nhẹ nhàng. The absence of illness is the greatest happiness. To know you have enough is the greatest wealth. Khi nào mình thấy rằng từng đó đủ rồi thì mình là người giàu nhất. Mình là triệu phú, mình là tỷ phú. Còn khi mình nghĩ rằng mình có thể giàu hơn nữa thì lúc đó là chưa đủ giàu. Faithfulness is your best friend. Đúng rồi. Không có cái đó thì làm gì mà có bạn. Và Nirvana is the supreme happiness. Nirvana là tự do. Mà tự do này không phải là một cái mong cầu, một cái đối tượng mong cầu. Nó chưa có. Nó có thể có liền. Chữ Nirvana lúc ban đầu nó không phải là một cái chữ của Đạo Phật, mà nó là một cái chữ sử dụng trong cái đời sống thường trong đời. Chữ Nirvana nó có nghĩa là nó nguội lại, nó mát xuống. Ví dụ như cái ly, cái chén súp nó nóng quá, mình ăn vô nó phỏng miệng, thì nó phải để cho nó nguội lại. Và khi mà cái bếp của mình á, mà tro nó đang còn nóng có cháy, để tay vô thì nó phóng tay. Chỉ khi nào cái bếp đó nó nguội, nó lạnh thì tay mình sờ vào rất là mát. Thành chữ Nirvana là ban đầu nó là ngôn ngữ của nhân gian, nó có nghĩa là nguội, nó mát, nó rất là dễ chịu. Và đến khi mà Đạo Phật áp dụng cái chữ Nirvana thì ban đầu cái nghĩa nó cũng có như vậy, nghĩa là sự lắng dịu, sự mát xuống, coolness, cooling down. Thì mình có những cái phiền não á, như là thèm khát, giận hờn, những cái phiền não như thèm khát, giận hờn, lo lắng là những ngọn lửa nó đốt cháy. Và khi mà đốt cháy thì mình không có Nirvana, không có sự cooling down. Cho nên khi mà tu tập để lấy cái vướng mắc, lấy cái thèm khát ra, thèm khát là ngọn lửa đốt cháy, lửa dục, hay là sự giận hờn cũng là ngọn lửa đốt cháy, sự nghi ngờ nó làm cho mình đốt cháy. Và vì vậy cho nên sự vắng mặt của những cái phiền não đó gọi là niết bàn, tức là nó nguội xuống, nó mát xuống. Thành ra niết bàn cái nghĩa đầu tiên là cooling down, nó mát lại. Rồi từ đó về sau nó có những cái nghĩa siêu hình sau, nhưng mà trước hết là nó có nghĩa là cooling down. Thì bây giờ trái đất của mình đang nóng lên, bây giờ làm thế nào để cho nó gọi là global warming? Bây giờ mình sống sao để cho nó có global cooling? Thì cái đó là niết bàn. Thì niết bàn ban đầu nó có nghĩa là mát lại, dịu lại. Bởi vì vậy cho nên trong kinh có nhiều chỗ định nghĩa niết bàn là sự vắng mặt của phiền não. Sự vắng mặt của phiền não tức là vắng mặt của tham, sân, si, mạn, nghi. Sự vắng mặt của thèm khát, của hận thù, của ngu si, của tự ái và của nghi ngờ, tham sân si mạn và nghi.
gọi là Niết Bàn. Thì Niết Bàn đâu phải là một cái gì nó mơ hồ đâu. Niết Bàn trước hết là sự vắng mặt của những cái tâm hạnh đó, những cái phiền não đó. Thì khi mà những phiền não đó được chế phục, mình không còn nữa, thì cái đó là Niết Bàn, là khô linh. Và cái đó đâu phải là không có, cái đó là nó có đó. Là tại vì mình chưa thoát, chưa muốn thoát thôi. Thì những con nai kia nó thoát được bẫy sập, nó về được đồng quê. Những con chim kia nó thoát được lồng, nó trở về mây trời. Thì mình cũng vậy, mình thoát được những phiền não đó thì mình về Niết Bàn. Niết Bàn nó có ngay trong giây phút hiện tại. Nên các bậc chân nhân là enjoy Niết Bàn, cũng ngồi đó với tất cả mọi người, nhưng mà không có bị ngọn lửa đốt như những người khác. Mình đang ở Niết Bàn. Đợt sóng đó nó cũng lên xuống những đợt sóng khác, nhưng mà nó rất là vui, là tại vì nó biết nó là nước. Ăn thua là phải thức dậy. Ở đời đói, câu thứ ba, đói là cái bệnh khó chịu nhất, khó chịu đựng nhất. Tâm hành là cái gây khổ đau nhiều nhất. Cứ nhìn vào sự thật mà tìm hiểu thì Niết Bàn là cái lạc thú lớn nhất. Hunger is the greatest illness to bear. Mental formations cause the most suffering. By observing reality, you realize that Nirvana is the greatest pleasure. Thì câu này nó có nghĩa là khi mà những cái mental formation, những cái tâm hành như là tham đắm, giận hờn, si mê, ganh tị, nghi ngờ, nó không còn thì mình rất là mát. Cái đó là vấn đề thực chứng. Địa ngục là đó, mà Niết Bàn cũng là đó. Địa ngục là khi mà có đam mê, có giận hờn, có ganh tị. Và khi vượt được mấy cái đó thì đó là Niết Bàn rồi. Bài thứ tư, ở đời ít người được đi trên nẻo thiền, trong khi đó kẻ đi trên đường ác thì nhiều. Nẻo thiền tức là cái nẻo mà nó không có phiền não nhiều. Anh đúng rồi, nó không có những cái phiền não. Còn nẻo ác thì là tham sân si mạng nghi ác kiến rất là nhiều. Cứ nhìn vào sự thật mà tìm hiểu, không có cần phải đi vào những suy tưởng siêu hình, không cần metaphysical inquiry, speculation, thì Niết Bàn là nơi an toàn nhất. Đối với con chim là mây trời là an toàn nhất. Đối với hươu nai là đồng quê là an toàn nhất. Đối với con người, Niết Bàn là chỗ an toàn nhất. The safest place to be. Tức là cái chỗ không có phiền não. Và cái sự tu tập của mình nó đưa cho mình tới gần Niết Bàn và bơi lội ở trong Niết Bàn. Và sự tu tập đó nó rất là không có gì là cực nhọc, không có gì là rắc rối hết. Có câu chuyện mà thầy đã từng kể cho nhiều vị nghe đó, là có một lần ở tại phương Vân Nam đó, thấy trời rất là đẹp, cho nên thầy mới quyết định đi vào trong rừng để ở cả ngày. Nhưng mà mới ở tới được 2 giờ trưa thì bắt đầu mây nó kéo tới, là mình biết rằng phải đi về thôi. Và khi đi về tới phương Vân Am rồi thì gió thổi rất là mạnh, trời nó lạnh. Và
vô trong am thì thấy cảnh tượng có vẻ tơi tả, là tại trước khi đi mình mở hết tất cả cửa sổ và cửa ra vào cho nắng vô cho nó tốt. Ai dè lúc đó trời lạnh rồi và gió thổi tung lên hết, rồi giấy tờ để trên bàn nó tung tùm lum hết, trong am rất là lạnh lẽo. Thì cái việc đầu tiên mà thầy làm á, là đi đóng hết tất cả các cửa lại. Mình không có muốn bị xâm nhập bởi gió và hơi lạnh. Và sau khi đóng cửa lại rồi á, thì mình mới thắp cái đèn lên. Thắp cái đèn lên cho sáng, đủ sáng. Và sau khi thắp cái đèn lên rồi thì thầy mới đi đốt lửa. Đốt lửa trong lò sưởi, trong sơ mini. Và khi mà ngọn lửa bắt đầu nổ lốp bốc ấm ấm rồi thì thầy mới đi lượm những cái tờ giấy bay tứ tung ở trong am và để trên bên bàn, đặt một cuốn tập lên. Và lúc đó thì bắt đầu trong am nó ấm, có lửa, có ánh sáng, nó ấm rồi. Thì chỉ cần đôi chừng 10 phút là tình trạng nó thay đổi. Ban đầu mới vô thì nó lạnh lẽo, nó tan hoang, nhưng mà chỉ 10 phút thực tập thôi thì ở trong am nó dễ chịu, nó có ánh sáng, nó có hơi ấm và gió có đi vào được nữa. Thì đó là một cái trạng thái nó dễ chịu hơn trước. Thì trong đời sống hàng ngày của mình cũng như vậy. Nhiều khi mình cũng có niệm, cũng có định, rồi những cái cửa sổ của mình mở tan hoác ra. Mắt là một cửa, mũi là một cửa, tai là một cửa, thân là một cửa, ý là một cửa. Sáu cửa mở tan hoác ra và bị gió bốn phương nó thổi vào. Tại mình không có biết tu tập niệm và định. Thành ra mình mở hết cửa sổ và mình để cho những cái ngọn gió phiền não nó đi vào. Và mình ráng hết sức, nhưng mà càng ráng nó càng hư. Nó mình phải làm thế này, mình phải đối xử thế kia, mình phải chuyển cái phương pháp, cái chiến thuật. Nhưng mà càng gắng nó càng hư. Thì những lúc như vậy là những lúc phải đóng hết tất cả các cửa sổ. Phải trở về với mình, phải tìm cái chỗ an toàn. Phải phát khởi niệm và định. Trước hết là phải đóng sáu cái cửa sổ lại. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái đó bằng cách thực tập hơi thở, thực tập thiền quán. Không có tiếp nhận thêm những cái dữ kiện bên ngoài nữa. Trở về đóng hết năm cửa sổ của giác quan, không có suy nghĩ nữa. Tức giác quan thứ sáu là ý, mình không có suy nghĩ nữa. Không có thấy, không có nhìn, không có nghe, không có suy nghĩ nữa. Đó là sự thực tập. Và trong một thời gian 5 phút, 10 phút đó, mình trở về với tự thân của mình. Và mình tạo ra được cái sự bình an, cái sự ấm áp và ánh sáng. Mình phải có ánh sáng và mình phải có hơi ấm. Và ánh sáng hơi ấm đó là do mình chế tác nó ra bằng hơi thở chánh niệm, bằng những giờ phút ngồi thiền. Trở về với hải đảo tự thân mà không có để bị cho những ngọn gió cuộc đời nó thổi đi nữa. Thì sự tự tập đó nó đưa mình tới gần Niết Bàn. Ăn thua là mình biết trong cái hoàn cảnh đó mình phải làm cái gì. Làm cái gì ở đây không có nghĩa là phải đối phó.
đối phó với bên ngoài, mà phải trở về đóng chặt cơ lại để tạo cái sức ấm, để tạo cái ánh sáng bên trong. Mà cái đó được làm bằng cái chất liệu của niệm và của định. Có niệm và có định thì có thể tạo ra được ánh sáng, thắp cái đèn lên và đốt cái lò lửa lên, rồi mình cảm thấy thoải mái. Rồi từ đó trở đi mình sẽ đi, có thể đi sâu hơn. Có những lúc trong cuộc đời mình cảm thấy mình không biết phải làm gì cho đúng. Trạng thái đó là trạng thái bơ vơ. Bất định, confusion. Mình không biết là phải làm cái gì cho đúng, phải nói cái gì cho đúng. Thì những lúc như vậy, cái mà hay nhất mình cần phải làm là phải trở về với chính mình, phải đóng hết tất cả những cái cửa đó và chăm sóc cái bên trong của mình. Mà chăm sóc bằng cái gì? Bằng niệm và bằng định. Thì cái đó mình mới biết là mình muốn cái gì, mình muốn làm cái gì với cái cuộc đời của mình. Thì khi mà thấy được rồi, tức là có tuệ. Mà có tuệ rồi thì lúc đó mình có sự bình an. Mình biết là mình nên làm cái gì và mình không nên làm cái gì. Mình biết rằng mình phải thực tập. Ở trong kinh Niết Bàn có nói đến thực tập. Đây không phải là những cái suy tưởng siêu hình, những cái metaphysical contemplation, mà là những cái đề nghị, những cái phương pháp rất là cụ thể để mình đạt tới cái sự thánh thơ đó. Cũng như là khi mà mình trở về cái thức của mình làm cho cái tình trạng trong nó an toàn, nó dễ chịu hơn. Những cái tâm hành như là sợ hãi, lo lắng, buồn phiền, nó không có xâm nhập được mình nữa, thì mình bắt đầu có sự bình an và mình tiếp xúc được với Niết Bàn. Mình là người tu, mình phải biết rằng mình đang đi về đâu, mình muốn đi về đâu, mình muốn mình là cái gì, mình muốn mình là cái gì, và làm thế nào để cho có hạnh phúc. Mình phải có tự do. Mình không muốn bị đốt cháy bởi những cái tâm hành như là đam mê, giận hờn, ganh tị. Và cái chủ yếu của mình là thực hiện được cái Niết Bàn trong đời sống hàng ngày của mình để có thánh thơi. Tại vì cái đời này có thể làm được. Niết Bàn không phải là một cái dự án mà thực hiện được trong 10 năm hay 20 năm. Niết Bàn là cái mình có thể tiếp xúc được ngày hôm nay. Tuy là tiếp xúc được ít nhưng mà nó vẫn có. Cho nên thấy rằng ví dụ như là một bông hoa, như bông hoa này.
bông hoa nó có 5 cánh, 10 cánh, 20 cánh. Thì mình nhìn vào bông hoa mình thấy là có cuống hoa, có cánh hoa, có nhì hoa. Và là một bông hoa thì có thể là rất đẹp, nó có ích lợi cho mình và có hạnh phúc. Thì mình cũng vậy, mình muốn cái gì, mình muốn là một bông hoa. Thì trong cái bông hoa này á, nó có nhiều cánh. Có thể mình là một cái cánh trong 5 cánh hoa. Nhưng mà nếu mà mình có trí tuệ thì mình sẽ thấy rất rõ là cái cánh hoa này nó không có thể có được, nó không có thể xinh tươi được, nó không có thể đẹp đẽ được nếu không có những cánh hoa khác, và nó không có cái cuống hoa, và nó không có cái thân hoa, nó không có cái cây hoa. Mình thấy được cái tính tương tức giữa mình và những cánh hoa khác, và những cái thành phần của cây hoa khác. Thì khi mình tu cũng vậy, mình trở thành một cánh hoa của một cái bông hoa. Mình biết rằng mình cần phải được nuôi dưỡng bởi những cánh hoa khác và bằng cả cái cây hoa. Và mình cũng đóng vai trò nuôi dưỡng những cánh hoa khác và tất cả cái cây hoa. Sự thật là như vậy. Thành ra mình không có đi tìm một cái hạnh phúc riêng cho mình. Tại cái hạnh phúc của cả cái sự bình an, cái đẹp của cả cái cây hoa là chính là cái đẹp, cái bình an, cái hạnh phúc của mình. Phải thấy như vậy. Và cái đó là cái thấy vô ngã. Vô ngã không có nghĩa là mình không có đó. Vô ngã tức là mình có đó, nhưng mà có trong cái liên hệ tương tức với tất cả những cái khác. Những cái khác nó có khả năng nuôi dưỡng mình, và mình có khả năng nuôi dưỡng cái khác. Và đó là sự thực tập. Mình thực tập không phải là để cho mình đẹp một mình. Mình thực tập là để cho tất cả cây hoa đều đẹp hết. Tại vì cái đẹp này không phải là cái đẹp của một cái cánh hoa. Cái đẹp này là cái đẹp của tất cả cái cây hoa. Nếu tất cả những cái khác không đẹp thì không có cách gì mà mình đẹp hết. Trong khi mà mình tu, mình biết rằng mình phải thực tập. Mà cái truyền thống của đạo Phật là mình thực tập với một cái tăng thân. Và tuy là cái cánh hoa này nó có thân của nó, nhưng kỳ thực cả cái hoa này cũng là thân của nó. Nó không có thể nó chỉ lo cho cái thân của riêng nó, trong khi nó lo cho những cái thân khác thì đồng thời nó cũng lo cho cái thân của nó. Ví dụ như khi mình ngồi thiền hay là khi mình đi thiền hành thì mình là một thành viên của tăng thân. Mình phải có niềm, có định. Thì mình đi những bước chân an lạc, thánh thời. Mình thở những hơi thở an lạc, thánh thời. Thì những hơi thở an lạc, thánh thời của mình, những bước chân an lạc, thánh thời của mình, nó nuôi mình, nhưng đồng thời nó cũng nuôi tăng thân của mình. Và cái người kia trong tăng thân cũng vậy. Cái người kia không phải là mình, nhưng mà trong khi người kia ngồi thiền, đi thiền hành, có an lạc tâm thời, thì cái an lạc tâm thời đó nó nuôi người kia, nhưng mà đồng thời cũng nuôi mình. Còn nếu mình ở trong tăng thân như là một giọt dầu trong một cái bát nước thì mình không thành công được.
mình phải thấy sự liên hệ. Và vì vậy cho nên cái tương lai của mình là tương lai của cả thân thân. Mình không có đi tìm một tương lai riêng. Những cái khổ đau và những hạnh phúc của mình nó có liên hệ tới những khổ đau và hạnh phúc của thân thân. Thấy như vậy. Nếu mình là người cư sĩ, mình có thể nghĩ rằng mình lập gia đình, mình cưới vợ, mình lấy chồng, mình có con. Thì nếu mình muốn hạnh phúc thì mình cũng phải như vậy thôi. Tại cái gia đình đó nó cũng là một cái cây hoa. Và đi tìm hạnh phúc đó, cái hạnh phúc đó không phải là hạnh phúc cho riêng mình mà cho cả cái gia đình của mình. Còn đi tìm, mình sống trong một gia đình mà mình đi tìm hạnh phúc riêng của mình nó là không có thành. Khi mình cưới một người nào đó làm chồng hay là làm vợ thì rõ ràng là cái hạnh phúc của người đó cũng là hạnh phúc của mình, cái đau khổ của người đó là đau khổ của mình. Và nếu người đó may mắn mà biết tu thì mình sẽ có cơ hội có hạnh phúc dễ dàng hơn. Còn nếu người đó không có biết tu, không có biết cái giá trị của hạnh phúc tâm linh an lạc thì những đau khổ đó nó sẽ lấn qua mình và nó có giúp cho cái sự tu tập của mình nếu mà mình quả thực là có ý muốn tu tập. Khi mà mình là người xuất gia, mình tu tập thì biết rằng những người ở trong cái đoàn thể xuất gia của mình ai cũng có ý tu tập hết. Và sự tu tập của mình sẽ giúp cho những người đó, và sự tu tập của người đó giúp cho sự tu tập của mình, và sự thành công của mình là sự thành công của một tăng thân. Cái hạnh phúc của mình cũng là hạnh phúc của tăng thân. Đi kiếm cái hạnh phúc riêng là chuyện không thể có được. Cho nên cái danh từ tăng thân nó là quan trọng lắm. Một cánh hoa nó có cái thân của nó. Và cánh hoa này phải lo bảo vệ cái thân của cánh hoa nó. Nhưng mà cái thân của nó không phải chỉ là cánh hoa này, cái thân của nó là cả cây hoa. Nếu cây hoa này nó bị xâm chiếm, bị hư hại thì nó cũng bị hư hại xâm chiếm. Cho nên cái bông hoa, cái cánh hoa này nó thấy rằng nó là cánh hoa nhưng đồng thời nó cũng là cây hoa. Nó cũng là cây hoa. Và nếu cây hoa không có được bình an không có được thoải mái, không có đẹp thì nó cũng được bình an, nó cũng được thoải mái và nó cũng có đẹp. Cho nên cái ý niệm tăng thân rất quan trọng. Mà mình là người tu rồi á, mà mình nói cái tăng thân này không thích hợp với tôi muốn đi tìm một cái tăng thân khác, thì có nghĩa là mình không có thấy được cái ý nghĩa của tăng thân. Tức là mỗi người tu phải có Phật thân, phải có Pháp thân và phải có tăng thân. Và khi mình tới với một cái đoàn thể tu học đó, mình quan chiếu, mình thấy những người này họ có tu thiệt, nó có hạnh phúc thiệt, nó có tình vấn đề thiệt tới một mức nào đó. Vì vậy cho nên mình mới cầu xin để được là một thành phần của tăng thân. Và khi mà mình trở thành một thành phần của tăng thân thì mình phải thấy rằng tăng thân là thân của mình. Và nếu tăng thân chưa được như mình muốn thì mình sống tu tập như thế nào để càng ngày tăng thân nó càng đẹp. Cái cách làm cho tăng thân đẹp với là như ý mình muốn là cái cách là cái cách mình tu học, chứ không có cách nào khác.
Nên thế nào đòi hỏi tăng thân phải thế này, phải thế kia được. Thế này hay thế kia là do mình, nếu mình tu tập giỏi thì mình có thể làm gương mẫu, mình có thể làm cái niềm tự hào, mình có thể làm cái niềm cảm hứng cho những người trong tăng thân tu học giỏi như mình. Và càng ngày cái tăng thân của mình càng đẹp, mà tăng thân càng ngày càng đẹp thì mình càng ngày càng đẹp. Sự thật là như vậy, không có cái tách rời ra được, không có cái hạnh phúc riêng, không có tương lai riêng. Trong khóa tu tại Hồng Kông, thầy có nói là Đức Phật có thể cho chúng ta thấy cái tham muốn có thể không phải là một cá nhân mà là một cái đoàn thể, một cái tăng thân. Nên cái hồi mà thầy gặp Martin Luther King lần đầu năm 66 thì hai người đã bàn tới cái chuyện tăng thân rồi. Nói là thế kỷ thứ 20 là một thế hệ, một cái thế kỷ được thống trị bởi cái chủ nghĩa gọi là cá nhân chủ nghĩa, individualism. Cho nên con người không có sống được chung với con người. Nó có sự chia rẽ, nó có sự kỳ thị, nó có sự hận thù, nó có bạo động. Thế kỷ thứ 20 là một thế kỷ đẫm máu. Là tại vì cái tính chất của thế kỷ thứ 20 là cá nhân chủ nghĩa. Cho nên đi sang thế kỷ thứ 21 thì Đức Thế Tôn không có muốn thành Phật dưới hình thức của một cá nhân nữa. Ngài muốn thành Phật dưới hình thức của một tăng đoàn, một tăng thân. Và cho nên thầy đã nói ra nhiều lần rồi, Đức Phật của thế kỷ mình á, thế kỷ 21 này á, sẽ là một đoàn thể chứ không phải là một cá nhân nữa. Tại vì chỉ có tăng thân thì mới có thể trị được cái bệnh cá nhân chủ nghĩa, là cái bệnh thế kỷ thứ 20. Chỉ có nếp sống cộng đồng, community life mới có thể đối trị được với là cái chứng bệnh của xã hội, của chủ nghĩa cá nhân. Cho nên Martin Luther King cũng rất đồng ý với thầy. Và vì vậy cho nên ông có gọi, hồi đó thầy cũng còn trẻ, Martin cũng còn trẻ, khoảng 40 tuổi. Thì Martin Luther King gọi cái đoàn thể của ông là The Beloved Community, tăng thân yêu quý, The Beloved Community. Nó rất tiếc là Martin Luther King bị ám sát sau đó không có lâu. Vì vậy cho nên công việc xây dựng tăng thân nó bị đứt đoạn. Còn bên này thầy may mắn hơn, thầy tiếp tục được cái sự xây dựng tăng thân. Và bây giờ tăng thân có nhiều trên thế giới. Và ở trong kinh có nói là Đức Phật mới của mình là tên là Đức Phật của tình thương. Cho nên cái chữ The Beloved Community rất là đúng. Maitreya, Đức Phật của thương yêu. Thành ra tăng thân này, tăng thân của mình phải chế tác được cái từ bi, được thương yêu, tình vấn đề. Tại vì chính cái đó là thế giới rất là cần cái tình vấn đề. Thế giới không có thiếu tiền bạc, không có thiếu quyền hành, không có thiếu danh vọng. Cái mà thế giới cần là tình thương. Mà tình thương thì không thể chế tác được bằng máy móc. Tình thương chỉ có thể chế tác được bằng sự tu tập mà thôi. Tình thương không có thể để ra chợ, siêu thị mua được. Tình thương mình phải chế tác mà thôi. Mà chế tác bằng cách tu tập, phải hiểu và mới thương. Phải hiểu, phải thấy được những cái đau khổ của chính mình, phải hiểu được những đau khổ của chính mình.
và hiểu được những đau khổ của người kia. Và chính cái hiểu đó nó đưa tới cái thương. Và cũng như là Niết Bàn thì Phật cũng phải là một vấn đề của tương lai. Phật cũng phải là vấn đề, là một cái gì đó có ngoài ta. Và vì vậy cho nên mình có thể thấy rằng Phật buộc đang có mặt, buộc đang có mặt với hình thái của một tăng thân. Buộc đã xuất hiện rồi, không có cần phải cầu xin Ngài xuất hiện nữa, Ngài đang có mặt dưới hình thức một tăng thân. Và mỗi chúng ta là một tế bào trong cơ thể của Buộc. Chúng ta không đi tìm cái tương lai riêng của cái tế bào ta, mà ta đang đi tìm một tương lai chung. Và nguyện vọng của chúng ta là thành Phật, chứ không phải là ước ít hơn. Mà chúng ta đang thành Phật. Chúng ta đang là một cái tế bào trong cơ thể của Phật, của Buộc. Và chúng ta phải thấy được, phải có được cái thấy đó. Tức là chúng ta không đi tìm một cái tương lai riêng, chúng ta đi tìm một cái hạnh phúc riêng, chúng ta đi tìm một cái tương lai chung, một cái hạnh phúc chung. Đó là sự có mặt của một Đức Thế Tôn ở trong cuộc đời này dưới hình thức của một tăng thân, chế tác được năng lượng của hiểu và của thương. Và thấy có được những cái đó thì tất cả những cái lo lắng, buồn khổ, khó khăn của ta nó biến mất. Và chúng ta biết rất rõ rằng ly khai tăng thân là không còn gì nữa hết. Tại vì cái nguyện vọng sâu sắc nhất của mình là trở thành một cái tế bào trong cơ thể của Ngài, của tăng thân. Thì có cái thấy đó thì mình sẽ bớt khổ nhiều lắm, mình sẽ bắt đầu có hạnh phúc rất là nhiều. Tại vì cái hạnh phúc của một tế bào nó có thể tạo ra hạnh phúc cho những tế bào khác ở trong tăng thân. Mình cùng đi một dòng sông, không đi những giọt nước nhỏ. Hôm nay mình không có học được thêm bài mạch nào mới cả. Thì sau sư cô xin em sẽ phải viết lại để dành. Mình phải học ôn lại rồi mới học tiếp được. Chiều nay mình làm sao để nghe báo cáo về chuyến đi Đông Nam Á Châu. Những thành viên của chuyến đi phải có mặt để cái chuyện lại cho tăng thân nghe. Năm nước. Nỡ nhau cả. Đề nghị với đại chúng là mình sẽ đi thiền hành tới vườn Buộc. Mình vừa mới an vị xong ba tượng Phật
mình sẽ tụng bài We are truly present. Mấy con dường thầy đã có cúng dường một bông cúc, bông sen rồi. Ai có máy chụp hình thì đem theo.